Hello, xin chào đại gia đình Karate Thảo. Thảo quay trở lại rồi đây. Là hôm nay chúng mình sẽ làm về một video tẩy trang nữa mọi người nhé. Thảo nhận được khá là nhiều các cái câu hỏi. Ví dụ như là chị Thảo ơi, em thì mới là học sinh cấp 3 và không có trang điểm nhiều này. Cũng như là buổi sáng chỉ sử dụng kem chống nắng thôi và tối về thì rất chăm chỉ rửa mặt cũng như skin care. Thì không hiểu tại sao nhưng mà da em cứ kiểu sần sùi rồi càng ngày càng sạm đi. Thì không biết vấn đề của nó là gì. Thỏ nhận được một cơ số các câu hỏi với tình trạng tương tự. Thì Thỏ có hỏi các bạn một câu, đấy là bọn em có tẩy trang không? Một số bạn thì có trả lời Thỏ rằng là tại vì em chỉ dùng kem chống nắng với cả em không có make up nên là em không sử dụng tẩy trang vì em thấy không cần thiết. Thế nhưng mình nghĩ đây là một cái quan điểm khá là sai lầm của các bạn, vì cái việc làm sạch da của các bạn là không đúng cách, và vô hình chung các bạn đang khiến cho làn da của mình trở nên ngạt thở. Đấy là điều mà làm cho tình trạng da càng ngày càng tệ đi, cho dù bạn có skincare nhiều tới đâu. Không biết là mọi người có biết tới cái sự quan trọng của việc hít thở sâu không? Ví dụ như khi mà Thảo tập yoga thì cái việc hít thở sâu luôn là điều mà được chú trọng nhất trong cái bộ môn này. Và việc mà bạn hít thở sâu và đều đặn sẽ cung cấp cho cơ thể một cái lượng oxy lớn hơn, giúp mở rộng phổi cũng như là điều hòa tuần hoàn máu sẽ tốt hơn. Điều này thì sẽ giúp cho cơ thể của chúng mình khỏe mạnh hơn. Và làn da của chúng mình cũng như vậy, cũng cần hít thở sâu và đều đặn thì làn da mới có thể khỏe mạnh được. Và nếu như các bạn coi mỗi cái lỗ chân lông trên da là một cái hệ hô hấp cho làn da của chúng mình, thì tất nhiên là các cái lỗ chân lông này cần phải thông thoáng cũng như là được cung cấp oxy đầy đủ thì mới có thể hít thở sâu được cho làn da. Và sau một ngày dài bạn đi ngoài đường, đi làm về thì sẽ có tình trạng đấy là bã nhờn, bụi bẩn tích tụ cộng với cả kem chống nắng và các cái lớp dầu trong kem chống nắng. Tất cả những cái thứ đó tích tụ lại ở trên làn da của chúng mình làm bí tắc lỗ chân lông, bí tắc đi cái hệ hô hấp của da và đã làm cho da của chúng mình không thể thở được. Hôm nay thì Thảo sẽ review cho mọi người một cái em tẩy trang, đấy là Oxygen Boost của Nivea. Em này thì nó sẽ có rất là nhiều các cái bước cùng trong một cái sản phẩm, nào là làm thông thoáng lỗ chân lông này, cung cấp oxy cho làn da và làm mát cho làn da của mình nữa. Mặc dù nghe có vẻ phức tạp nhưng mà thực chất là chỉ có một sản phẩm thôi mọi người ạ. Đây là bộ ba sản phẩm mới của Nivea. Có lẽ là các bạn đã thấy Thỏ sử dụng em này trong các cái video trước đây của mình rồi. Thì thật ra Thỏ đã sử dụng em này được một thời gian vì được gửi tặng ở trong box của Lazada. Và sau khi mà Thỏ trải nghiệm cái sản phẩm này thì Thỏ rất là thích và Thỏ dùng rất là nhiều, dùng liên tục luôn, thay thế cho tất cả các dòng nước tẩy trang mà Thỏ đang dùng. Em này thì là một em tẩy trang micellar water và có bổ sung thêm cái tính năng Oxygen Boost. Và như các bạn đã biết thì trong micellar water sẽ có những cái phân tử micen đi sâu vào trong các cái lỗ chân lông của chúng mình, lấy đi sạch các cái bụi bẩn và bã nhờn có trên da, cũng như là cặn make up để làm sạch các cái hệ hô hấp cho da của mình. Và cái Oxygen Boost thì nói nôm na đó chính là nó sẽ cung cấp thêm oxy cho làn da, tạo điều kiện giúp cho làn da của chúng mình được thở dễ dàng hơn. Và sau một ngày dài khi mà các bạn đã bít tắc lỗ chân lông bởi lớp make up, bụi bẩn, bã nhờn rồi thậm chí là lớp dầu trên kem chống nắng, thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho da của chúng mình được thở sâu hơn và dễ dàng hơn rất nhiều. Cá nhân Thỏ thì Thỏ luôn luôn tẩy trang và tẩy trang đều đặn. Có thể là những cái ngày đấy Thỏ quá lười, không skin care gì cả, nhưng mà chắc chắn là sẽ vẫn tẩy trang. Và thậm chí là Thỏ còn bắt cả Alex tẩy trang thường xuyên và hàng ngày giống Thỏ nữa. Cho dù là bạn không có skin care nhưng mà cũng đừng bao giờ quên cái bước tẩy trang mọi người nhé. Kể cả bạn có sử dụng kem chống nắng hay không chống nắng, có trang điểm hay không trang điểm, thì việc tẩy trang cũng là việc rất là cần thiết trong cái chu trình skin care hàng ngày của bạn. Và nó sẽ là cái bước đầu tiên khởi đầu cho tất cả mọi cái chu trình skin care. Tẩy trang sẽ giúp bạn làm sạch da, và cho dù bạn không có trang điểm thì chính bản thân da của chúng mình đã tiết ra bã nhờn hàng ngày cộng với cả khói bụi ô nhiễm ở môi trường hiện nay, thì cái điều đấy nó cũng làm cho da của chúng mình bị bít tắc lỗ chân lông và không sạch một chút nào. Da bạn nào mà bị nhiều mụn hoặc là dễ bị nổi mụn thì lại càng nên tẩy trang thật là sạch. Bởi vì nếu mà làn da của chúng mình không sạch thì cho dù chúng mình có skincare như thế nào đi chăng nữa thì các sản phẩm đấy cũng không thể nào có tác dụng tốt với làn da của chúng mình được đâu mọi người ạ. Và khi mà các bạn tẩy trang thì các bạn nên là nhẹ nhàng với vùng da của mình thôi nhá, và nhất là vùng mắt, đừng nên kéo quá nhiều làm cho vùng mắt mình bị tổn thương. Có những cái lúc mà Thỏ rất là lười, Thỏ tẩy trang Thỏ rất là hay chà mạnh lên da mặt, nhưng mà cái điều đấy thì nó không hề tốt cho da một chút nào cả. Và nếu mà hạn chế được cũng như là thay đổi được thì các bạn nên tẩy trang một cách nhẹ nhàng nhất hết sức có thể. Đây thì Nivea có gửi tặng cho Thỏ một bộ đồ chơi để có thể dễ dàng mô tả cho mọi người cái quá trình làm sạch da của cái sản phẩm này, thì Thỏ sẽ giới thiệu luôn cho mọi người. Đầu tiên thì chúng mình sẽ có em này gọi là máy hút bụi. Thì cái công dụng chính của nó cũng giống như việc là nó sẽ hút sạch đi các cái lớp bụi bẩn bã nhờn, các cái cặn make up
bám trên da sau một ngày dài mọi người đi chơi hoặc là đi ở ngoài đường về, thì cái tính năng đầu tiên của cái em tẩy trang này thì đấy chính là hút sạch đi chất bẩn trên da. Thì Thỏ nghĩ là đây là một cái tính năng mà hầu như là em tẩy trang nào cũng sẽ có. Bước thứ hai chính là bình tạo oxy, hay còn gọi là máy tạo oxy. Máy tạo oxy thì sẽ có tính năng là sẽ xịt thêm oxy vào da của chúng mình, cung cấp oxy cho làn da để làn da có thể được thở đều đặn và thở sâu hơn, thoải mái hơn. Xinh khủng khiếp luôn ý, cảm giác như kiểu giống những cái mô hình mà ngày xưa đi học hay có. Và cuối cùng thì là một chiếc quạt mát. Chiếc quạt này thì sẽ có công dụng đấy là làm mát cho làn da, giúp da thư giãn và thoải mái hơn. Bộ sản phẩm lần này của Nivea sẽ có 3 dòng tất cả, dành cho rất là nhiều các loại da khác nhau. Em đầu tiên đấy là dành cho da thường và khô. Tiếp theo là sẽ dành cho da mụn và nhạy cảm. Và cuối cùng đấy chính là em dành cho da nhờn. Thỏ thì do là da cũng có khá là nhiều dầu nhưng mà lại rất là khỏe mạnh, thế nên Thỏ thường là dùng cái em dành cho da nhờn này. Em White Oil Clear này thì dành riêng cho các bạn có da nhờn và da dầu giống mình. Và Thỏ thấy là em này thì không những là em ý tẩy trang sạch mà em ý còn giúp da giảm tiết dầu nhờn trong vòng vài tiếng sau. Cái này là cái cảm nhận khá là riêng của mình, tại vì là thời gian vừa rồi sau khi mà mình trải nghiệm em này thì mình cũng đã dành thời gian ra để cảm nhận xem là mỗi lần mà mình dùng xong thì mình sẽ cảm thấy như thế nào. Ở đây thì còn có thấy ghi là chiết xuất cam thảo để làm sáng da. Tuy nhiên thì cái tính năng này mình cũng chưa thấy có điểm gì rõ và nổi bật, thế nên là mình sẽ thử trải nghiệm thêm một thời gian nữa để xem là nó có đúng là như vậy không nhá. Sẵn tiện có sản phẩm ở đây thì mình sẽ thử tẩy trang cho mọi người xem luôn. Mình sẽ thấm bông tẩy trang ra một miếng bông như thế này và bắt đầu từ lớp son môi đi. Rất là nhanh ấy mọi người ạ, thật sự là sạch rất nhanh luôn. Bây giờ thì mình sẽ lau thử các phần trên da, vì mình không muốn chà sát mạnh để gây tổn thương da, thế nên là khi mà tẩy trang đúng cách các bạn sẽ giữ bông trên da một lúc để cái nước tẩy trang nó làm tan đi cái lớp make up của mình, và sau đó thì lau nhẹ nhé mọi người nhé. Tất cả các em tẩy trang này thì đều không có chứa cồn và sử dụng cái công nghệ Hydra IQ và sẽ cung cấp độ ẩm cho làn da của chúng mình nữa. Thế nên là điều này thì là một điều rất là tốt dành cho cả các bạn có làn da dầu và làn da khô. Tại vì da của chúng mình sẽ đổ dầu nhiều hơn cũng như là sẽ bị mốc nếu như mà bị thiếu nước, thiếu độ ẩm. Mình sẽ lau thử cái lông mày này. Rất là sạch. Đi luôn, không còn lại một vết tích nào. Điều làm mình khá ngạc nhiên của cái em tẩy trang micellar này đấy là em ý có thể tẩy được cả kẻ mắt và mascara chống thấm nước đó. Các bạn nhìn xem, mình chỉ cần kiểu di nhẹ cái bông ở cái vùng mắt là cái phần mascara với cả phần kẻ mắt của mình nó đã trôi đi rất là nhiều rồi. Đây là một cái tính năng làm mình khá là ngạc nhiên, tại vì từ trước đến nay ấy thì các em micellar mà Thỏ sử dụng thì không có tẩy được mascara cũng như là kẻ mắt của mình, mà mình thường phải sử dụng một em tẩy mắt môi chuyên dụng. Và Thỏ rất là ngạc nhiên khi mà em này có thể dùng được cho cả mắt cả môi của Thỏ luôn. Đó, không phải tốn sức một tí nào cả thì em ấy cũng đã tẩy được cái phần kẻ mắt và mascara rồi. Thế là đã xong chiếc bông đầu tiên, bây giờ sẽ đến chiếc bông thứ hai. Bao giờ mình cũng sẽ tẩy trang vài lần để chắc chắn rằng là các cái lớp kem nền này, phấn phủ này, kem chống nắng này, mascara này, kem mắt này nó trôi đi sạch nhất có thể. Cá nhân hỏi thường thích sử dụng những em micellar water hơn là những em tẩy trang có dạng dầu. Đấy, nó là sở thích cá nhân thôi ấy. Và mình cảm giác là rất là dễ chịu khi sử dụng micellar water. Em ý tẩy trang cho mắt của mình thực sự là rất là dễ dàng luôn ý. Mặc dù hôm nay mình dùng kiểu mascara siêu chống thấm nước, mình lúc nào cũng dùng mascara siêu chống thấm nước ấy mọi người ạ. Ok, đây là miếng bông thứ hai, đã sạch hơn rất là nhiều so với cái miếng bông đầu tiên rồi. Mình sẽ tiếp tục tới miếng bông thứ ba. Bao giờ mình cũng sẽ tẩy trang ít nhất là 3 miếng bông. Đến miếng bông thứ ba thì hầu như là đã không còn ra các cái lớp make up rồi, chứng tỏ là em này tẩy trang rất là sạch và rất là nhanh ấy mọi người. Nó sẽ lau qua để cho mọi người xem. Nó còn rất là ít thôi ấy. Không còn nhiều nữa, nhưng mà mình sẽ tiếp tục với miếng bông thứ tư để make sure là da của chúng mình sẽ thật là sạch sẽ. Bông thứ tư của mình.
Ta-da! Vậy là Thảo đã tẩy trang xong rồi mọi người ạ. Cảm giác da rất là fresh và mát và sạch ấy. Hy vọng là sau video này thì mọi người sẽ biết được rằng là hít thở cho làn da sẽ quan trọng như thế nào và tại sao da của chúng mình lại cần được thở sâu hơn. Nghe thì có vẻ rất là khoa học và lý thuyết, nhưng mà thực ra ứng dụng của trên da của nó thì khá là tuyệt vời. Và một lần nữa thì Thảo xin phép nhắc lại tầm quan trọng của nước tẩy trang đối với cái chu trình skincare dưỡng da hàng ngày của mình. Đấy là nếu mà bạn tẩy trang không sạch, không thực sự sạch, thì cho dù bạn có sử dụng skincare đắt tiền tới đâu, sản phẩm tốt tới đâu, thì nó cũng sẽ không có tác dụng cho làn da của chúng mình một tí nào cả mọi người ạ. Vậy nên là chúng mình cần phải ghi nhớ và làm sạch da mỗi ngày, và làm sạch da một cách đúng cách nhá. Bây giờ thì có lẽ là Thảo xin phép kết thúc video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video dưỡng da lần tới. Xin chào tạm biệt.